Quân nhân dự bị được tạo nguồn từ quân nhân hết hạn phục vụ tại ngũ hoặc từ các ngành dân sự theo quy định của pháp luật. Lực lượng không thoát ly lao động tại địa phương, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng quản lý, huấn luyện lực lượng quân nhân dự bị để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Với đợt huấn luyện quân nhân dự bị kéo dài 15 ngày, từ 19 tháng 5 đến 2 tháng 6 năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu huy động 95 chiến sĩ từ các địa phương, huyện Châu Đức, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu. Các quân nhân dự bị tuân thủ nghiêm thời gian huấn luyện, nỗ lực lĩnh hội những kỹ năng, chiến thuật và từng yếu lĩnh trong quá trình huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến từ giáo viên truyền đạt nhằm góp phần củng cố các kiến thức về quân sự để sau này có các đợt vận động viên ở địa phương thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tham gia. Trong quá trình huấn luyện thì chúng tôi đã được giáo viên hướng dẫn cho các kỹ thuật cơ bản và được nắm bắt được những chiến thuật và để sẵn sàng cho công tác chiến đấu khi có lệnh điều động của cấp trên. Quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên rà soát, sắp xếp lực lượng quân nhân dự bị có chất lượng tham gia các chương trình huấn luyện, nội dung huấn luyện bám sát yêu cầu thực tế và gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ban chỉ đạo cũng như là giáo viên, học viên thì thực hiện theo cái phương châm đó là cơ bản thiết thực hiệu quả. Quá trình huấn luyện thì giáo viên cũng như là người học thì là tập trung vào là huấn luyện làm sao đó là đạt được cái kết quả chất lượng cao nhất. Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 12 đợt huấn luyện với tổng quân số 1.031 quân nhân dự bị được huy động. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng triển khai chặt chẽ chế độ chính sách cho từng quân nhân dự bị, kịp thời động viên lực lượng tham gia huấn luyện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quan tâm sâu sát về công tác thăm hỏi động viên. Các địa phương đã tiến hành thăm hỏi sau khi khai mạc huấn luyện và có chính sách hậu phương tốt như là thăm hỏi các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao cái tính động viên và nâng cao sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngày càng nâng lên. Kết thúc các khóa huấn luyện, 100% quân nhân dự bị đạt yêu cầu. Đây là cơ sở nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng mọi tình huống chiến đấu và nhiệm vụ được giao.